Alo alo, hôm nay Dappy Tour sẽ mang cho bạn 4 trải nghiệm nhất định phải thử trước khi mùa hè kết thúc. Ngắm hồ sen hồng dưới chân núi Ngọa Long. Đến Ninh Bình trong chuyến du lịch hè, bạn có dịp tận hưởng không khí thanh bình giữa hồ sen hồng dưới chân núi Ngọa Long tại khu du lịch Hang Múa. Đầm sen nổi bật với sắc sen hồng nở rộ, từng cánh sen mỏng manh mang vẻ đẹp thanh khiết bên đầm lá xanh ngắt, tạo nên một bức tranh phong cảnh hữu tình. Khám phá vẻ đẹp của mùa rong mơ tại Hòn Khô Quy Nhơn. Mùa hè rất thích hợp cho các hoạt động dưới nước vừa hạ nhiệt vừa mang đến những trải nghiệm thú vị. Khi đến với Quy Nhơn thì chắc chắn không thể bỏ lỡ địa điểm Hòn Khô vào mỗi dịp hè. Bạn sẽ ngất ngây với bức tranh rong mơ tuyệt đẹp trên biển, một cánh đồng rong mơ rộng lớn thấp thoáng dưới đầm nước biển xanh tông vóc. Đó Minh tại biển Vô Cực, Quan Lang, Thái Bình. Biển Vô Cực là địa điểm check-in nổi tiếng của các bạn trẻ. Điều khiến cho nơi đây trở nên hấp dẫn chính là khi thủy triều rút, bãi cát lẫn phù sa được bao phủ bởi mặt nước thấp, tạo nên một tấm gương phản chiếu đầy lộng lẫy. Thời điểm lý tưởng nhất để chiêm ngưỡng biển Vô Cực là vào mùa khô ráo có nắng. Nếu muốn có những bức ảnh đẹp nơi đây, bạn nên đi từ 5 đến 6 giờ là thích hợp nhất để có hình đẹp về. Chinh phục vùng biển hoang sơ Côn Đảo. Những bãi biển có làn nước trong xanh nhìn đến thấu đáy, Côn Đảo dần trở thành một địa điểm du lịch nghỉ dưỡng kết hợp tham quan thắng cảnh và địa điểm tâm linh được nhiều du khách lựa chọn. Côn Đảo chính là địa điểm lý tưởng cho chuyến du lịch vào mùa hè này. Vivo nhanh để mùa hè thêm ý nghĩa và nhiều kỷ niệm nhé mọi người.